Thân ái mến chào quý cô chú anh chị gần xa của kênh Bonsai Lệ Nguyên nha. Đến với kênh ngày hôm nay thì chúng em giao lưu đa dạng mặt hàng và phong phú nhiều chủng loại với bà con nha. Rồi, mến chào anh Lợi ơi. Rồi, mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc nha, đã quay trở lại với kênh Bonsai Lệ Nguyên của em ngày hôm nay. Thì tiếp tục nay là clip thứ 156 nha bà con. Thì giao lưu với bà con gồm một số mặt hàng nha. Hôm nay thì em gồm có đá mà thạch nhũ nha bà con. Và những cái chậu xưa. Cũng có một số loại cây mà ăn trái giá rẻ của hàng bonsai giá mềm giao lưu với bà con nha. Qua số điện thoại em là 0772 877278 nha. Rồi đầu tiên vô là mã số 1L của clip 156 nha bà con. Đây là một cục đá thạch nhũ nha. Nó tạo tờ bằng nước bọt hàng trăm năm nha bà con. Đây loại này thì nó ở ngoài miền Bắc nha. Nó có cái ánh sáng nha bà con. Nó có ánh hơi chiếu vào rất là đẹp nha. Đây. Đây cái này hàng này người ta có khác trong những cái hang động nha bà con. Đây những hang động quan sơ nha. Loại này nói chung là cũng rất là ít nha. Đây. Đó nó có âm thanh nghe rất là trong nha. Và nó cái hàng này là nó từ bột từ nước tạo thành nha bà con. Bà con mình có thể lên Google tìm hiểu thêm giùm em nha. Nó đầy đủ thông tin hơn. Đá thạch nhũ nha. Nó như thế nào? Nó chiếu tự nhiên luôn nha bà con. Có màu, chiếu lấp lánh nha bà con. Hàng này thì người ta thường á, người ta trưng trong nhà. Trưng trong nhà là một thứ nhất là để tốt về phong thủy nha. Hoặc người ta đã làm những cái kệ gỗ để trưng lên rất là đẹp nha bà con. Đây đá thạch nhũ. Chiều cao của nó nha là 29. Đây, hoành âm đo hoành bệ của nó là 79 nha, tổng hoành bệ nha. Đây. Cái này cờ cục này là đặt ăn nặng là gần 8 kg nha bà con. Đây gần 8 kg nha. Đây nó nhỏ nhưng mà nó rất là nặng nha. Đây rất là đẹp luôn, nó có khía dầm rất đẹp nha. Nó có chiếu hình cái màu ánh chiếu hào quang lên dầm rất là đẹp luôn. Đây bà con xem kỹ nha. Đây giống như là màu kim tuyến nha bà con. Đây loại này nói chung là cũng hiếm lắm nha, chứ không có nhiều số lượng được nha bà con. Đây giá của nó là 700.000 đồng em bao ship toàn quốc luôn nha. Đây mã số 1L. Rồi. Đến với mã số 2 nha. Đây, cục này thì cái màu của nó hơi màu vàng nha, vàng như vàng ánh dương nha bà con. Đây dòm góc như một cái hòn rất là đẹp nha. Đây. Đây đến bao chiều cao luôn nha. Chiều cao của nó nha là 32. Đây hoành này của nó là khoảng là 92 nha. Mình đo tương đối thôi nha bà con chứ nó không thể chính xác 100% được nha. Rất là đẹp nha bà con. Đây hình nó chiếu chiếu lên nha. Đây. Đây, nó không đặt mà nó cũng không bọng luôn nha bà con. Đây cục này cũng rất là nặng nha. Cục này cũng cầm tầm 8 kg nha bà con. Đây nhưng mà cục này giống như một cái hòn nam bộ luôn, nó nhiều nhắm nhiều chia ra nha. Đâu quay cái mặt căng lại. Giờ nó rất là đẹp nha bà con. Đây. Đây nha bà con, 8 kg luôn. Đây cục này em giao lưu bà con giá cũng 800.000 thôi nha. Đây 800.000 đồng em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Đây một cục đá thạch nhũ nha. Đây dưới đất đó đây. Dưới đất thì nó liền lạc luôn nha bà con. Đây đưa cục khác lên đây rồi. Làm đưa dưới đất cho mình xem. Đây. Rất là nặng nha. Đây mã số 3L. Đây giống như là một ngọn núi luôn nha bà con. Trùng trùng đẹp đẹp luôn. Đây rất là đẹp nha bà con. Đây nó có màu ánh hào quang chiếu chiếu vào rất đẹp bà con xem kỹ nha. Cũng như kim tuyến vậy nha. Chiều cao là 34 nha. Hoành bệ này là 120. Tổng hoành này 120 nha. Đây dòm rất là đẹp nha bà con. Đây. Rất là nặng luôn. Đây. Cái âm thanh của nó nghe nó như là nó gian chứ nha bà con. Gian thôi nha. Hàng này thường thì người ta mình làm mình trưng trong nhà phong thủy hoặc làm những cái tiểu cảnh nha. Tiểu cảnh những hòn nam bộ này kia rồi mình chơi ca trưng cá này kia cũng rất đẹp nha bà con. Hoặc mình trồng cây cũng rất là đẹp nha. Rồi quay mặt căng lại cho em xem luôn anh. Cây này có cái này nặng là 23 kg nha bà con. Đây 23 kg nha. Rất là nặng. Đây cục này cũng rất là to luôn nha. Đây mã số 3. Cục này em giao lưu bà con giá của nó là 900.000 đồng em bao ship toàn quốc luôn nha. Đây rất là nặng nha bà con. 23 kg. Đây bà con đặt xem để đây mặt dưới nó đây nha, mặt dưới thì người ta khai thác nó bằng thẳng nha bà con. Liền lạc nha bà con. Đây liền lạc nha. Này là hàng khai thác luôn nha bà con. Bà con thì giao lưu thì cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại của em nha, 0772 877278 nha. Còn đá thạch nhũ này bà con mà tìm hiểu đầy đủ thêm thì bà con lên Google cứ bấm giùm em, search giùm em nha, đá thạch nhũ. Đây là nguồn gốc nó nằm ở đâu nha, và bà con sẽ biết về cái mà nguồn gốc của loại đá này nha.
Đây, mã số 4L. Này thì rất là to nha. Ánh quang chiếu rất là đẹp nha bà con. Đây, bà con xem kỹ đây, rất đẹp luôn. Mình quay chậm chậm đây, thôi. Chiếu lên nha. Đây. Này nó cũng là từ vài trăm năm nó tạo thành nha. Rất là lâu. Chiều cao là 50 nha. Hoành tổng là 118. Đây, rất là đẹp nha bà con. Đây, cái này thì rất là đẹp. Đá này rồi giờ tác phẩm này rất là nghệ thuật luôn, rất là đẹp luôn nha. Đây, đây. Nó có chỗ bọng và nó cũng có chỗ đặt nha. Đấy, bà con. Có vị trí đó thì mình nghe tiếng khác nha. Đây, cái màu lấp lánh rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Đây, cục này là nặng khoảng 28 kg lần nha bà con. Rất là nặng nha. Đây, 28 kg. Rất là to nha. Đây, cục này giao luôn bà con có giá là 1.500.000 đồng nha. Đây, cục này rất là lớn nha bà con, 1.500.000 đồng bao phí cho bà con mình luôn nha. Đây, mặt cái đích nó đây, rất là liền lạc luôn nha. Đây, rất là liền luôn nha bà con, không hề bọng nha, thằng này nó không có bọng. Đây, nó từ thiên nhiên tạo thành nha bà con. Rồi, tiếp theo là em có là một cái chậu nha, hôm nay có hai chậu giao luôn với bà con. Chậu này dạng chậu xưa thôi. Đây, chậu này chậu xưa thôi nha bà con. Chậu này là chậu con rồng nha. Đây, chậu con rồng đắp nổi nha bà con. Đây. Chậu này nó khoảng chừng 40 năm thôi. Cái chỗ này là nó có rạn nứt không? Đây, cái đường. Rạn nứt đây. Nó rạn nứt theo đường nha. Rạn nứt cho bà con. Rạn nứt cái đường ngang tóc mà. Mình quay kỹ cho bà con coi. Không, em không xử lý nha. Nó nứt theo năm tháng nó bị gì thôi. Nhưng mà bảo đảm cho bà con hàng này mình vẫn còn xài ok luôn. Rồi, chiều cao của nó là 36 nha. Đây, chiều cao chậu 36. Đây, hoành lớn nhất của nó là 56 nha. Lọt lòng này của nó là 45. Chung là gọn, chậu này có găng nứt nha bà con. Đây, chiều cao là 32 nha. Đây, găng nứt đây cái đường nha. Quay vòng anh. Đây, con xem đây. Đây, nó cứ găng nứt thôi. Đây. Đây, con xem nha. Đứt liền nè. Đây, có hai cái lỗ luôn. Và mình gõ nhẹ nghe âm thanh cái đi. Đây. Nhưng mà nó gạn nứt thì cái âm thanh nó không được gian luôn. Đây, cái chậu này nặng khoảng bao nhiêu? Đây, cân nặng của nó là 16kg nha bà con. 16kg luôn. Rồi, báo giá hữu nghị. Đây, cho bà con mình luôn đi anh. Rồi, mã số 5 này dành cho lưu bà con có giá là 1.100.000 đồng thôi nha. Đây, 1.100.000 đồng nên bao cái ship toàn quốc cho mình luôn nha. Mày quay văn đắp tay không nha bà con. Nó bị găng nứt thôi này kia nên cái giá nó rất là mềm. Rồi. Rồi. Đây, gặp mình. Bà con giao lưu thì qua số điện thoại của em nha, 0772 877278 nha. Rồi, đến với mã 6L nha. Đây, một cái chậu chỉ tàu cũng là chậu xưa luôn nha bà con. Đây, xưa này thì cũng khoảng chừng tầm 30-40 năm thôi. Chứ không phải là dạng cổ nha. Đây, chậu này thì làm tích nguyên dạng nha. Đây, nó chỉ bị là nước sơn của nó thôi. Sơn của nó hơi bị chảy bị tỉnh nha. Làm tích hả anh? Chậu này làm tích nha, cái này khoảng chừng 90%. Đây, chỉ có cái màu sơn của nó thôi, qua 5 tháng phai màu thôi nha. Chiều cao là 34 nha. Đây, rộng nhất miệng chậu của nó luôn nha là 58. Mà cũng bị nha, gồng lọc lòng của nó là 45. Quay một vòng cho bà con xem kỹ làm chậu. Nó liền lạc hết luôn, không hề bị găng nha. Đây, không hề bị găng nứt luôn chỗ nào hết luôn. Đây, chậu nguyên thì bà con mình gõ thanh nó nghe rất là thanh. Rồi, lật cái đít chậu lên nha. Đây, chậu là nguyên dạng luôn nha. Đây, có 4 cái lỗ. Đây, 4 cái lỗ nha. Đây, chủ tàu đây. Đây, thấy không? Rồi, báo giá luôn anh Lợi ơi. Còn tích khoảng trên 90%. Rồi, chậu này em cho lưu giá cũng bình dân cho bà con mình luôn 1.100.000 đồng thôi nha. Nặng bao nhiêu ký đi em coi. Nặng là 20kg. Nặng 20kg luôn nha bà con. Rồi, 20kg. Bây giờ mua tầm 1 triệu mấy rồi. Rồi, 1.100.000 đồng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 7L nha bà con. Đây, một cây gừa bông nha. Cái này gừa bông ghép gừa Nhật nha bà con. Đây, dáng của nó là co lắc bonsai mini thôi, cầm tay rất đẹp nha. Chiều cao 49, tán rộng là 22 nha. Đây, dáng lắc nha bà con. Hoành là 6 thôi.
hàng cầm tay, hàng để bàn chơi nha. Chỉnh sửa từ nhỏ luôn nha bà con. Dán co lắp chắc là quái luôn. Giá nó của nó là 200.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Giá rất là rẻ luôn. Đây giá mềm cho bà con mình luôn. Rồi đến với mã 8ML nha. Đây một cây bạch tuyết mai. Đây đế nơm rất đẹp luôn. Bạch tuyết mai này thì bà con mình bông màu trắng rất đẹp luôn nha. Bà con mình lên Google tìm hiểu thêm giùm em trên Google nha. Chiều cao là 30. Tán rộng là 20 nha. Tổng hoành đế là 25. Đây hàng cầm tay rất đẹp, cầm tay nha bà con. Giá của nó là 200.000 đồng bao phí ship luôn nha. Đây để hai cây đây. Một cây là 200.000, cây tương đương thôi. Đây là mã là số 8 số 9 nha bà con. 9L và 8L. Đây hai cây tương đương nha, một cây là 200. Bà con chốt một cặp là 400.000 nha. Đây rất là đẹp luôn, bọc tuyết mai bà con lên cũng bấm Google tìm hiểu thì nha. Thằng này người ta chơi bonsai rất là đẹp nha. Rồi đổi cây đi. Rồi đến với tiếp theo là mã số 10. 10L nha. Đây là một cây lựu nha bà con. Lựu này là lựu Thái siêu trái nha. Đây trái chùm chùm là đang cho qua luôn nha bà con, rất là sai. Mình vừa chơi kiển mình vừa ăn trái luôn. Đây trái của nó rất là to luôn nha. Hàng này còn rất to nha. Đây lựu này lựu hồng, trái chín có màu hồng luôn. Chiều cao của nó nha là 105. Tán ngang khoảng 40 nha. Thằng này bò toàn thì em bó sẽ là. Đây cái thằng này khoảng bằng ngón giò cái em nha bà con. Đây đây cái thằng dưới nó khoảng ngón giò cái em luôn nha. Trái rất là đẹp. Siêu hoa và siêu trái nha bà con. Đây sai lũ nha. Đây rất đẹp luôn. Đây. Rồi cái này giao lưu bà con nha. Giá của nó là 400.000 đồng bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đây hàng này mình về mình trồng ngoài nắng. Mình vô chậu to hơn nữa nha, mình là cây nó làm sao thân gỗ luôn. Rất là đẹp nha. Rồi mã số 11L. Đây cũng là cây lũ Thái siêu trái luôn. Bông đang lên là sạch cây hết trơn luôn nha. Trái là trái chùm không. Rất là đẹp. Đây, chiều cao là 100. Tán ngang là 39 nha. Đây trái nó chùm chùm nha con. Đậu bông thì đang đậu lên luôn. Đây rất đẹp nha. Thân của nó bự con tôi cái cũng con tôi cái em nha, một cốt. Đây. Đây rất đẹp luôn, giá cũng 350.000 đồng thôi. Đây 350.000 đồng bao ship toàn quốc luôn. Rồi đến với mã số 12L. Đây một cây sa vi Thái nữa nha. Đây sa vi Thái siêu trái luôn. Đây, cái tàn là tại bó lại thôi nha bà con. Trái nó đang lên là rất là nhiều bà con, thấy màu xanh như vậy chứ trái đang đậu đây. Bông nhiều trái đang lên đây nha. Trái của nó là nó khía rất là to. Đây chín thì nó màu đỏ nha, trái bà con xem đây. Rất là sai trái luôn nha. Thực tế là trái đang rất nhiều, nó xanh với cái tẹp với màu lá nha bà con. Đây trái nó gì đây. Đây khi chín nó rất là to nha. Chiều cao của nó nha là 110 nha. Cái này tại không bó rồi chứ không nó xè ra rất là lớn. Thân thì bự hơn ngón tay của em thôi, bự ngón tay chút xíu thôi. Đây giá của nó là 500.000 đồng bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đây một cây sơ ly đây, trái này nó tới chín nó lên màu đỏ rồi đây, rất là đẹp luôn, rất to luôn nha. Mã số 13L. Đây sơ ly Thái. Chiều cao này của nó nha là 100. Tán ngang là 35 nha. Đây trái bà con đây rất là sai luôn, chùm chùm luôn nha. Đây. Chín loại này chín cái vị nó ăn nó thì nó hơi chua và hơi ngọt ngọt thôi nha. Đây nó khác với cái vị sơ ri của mình. Đây trái chín chín nó khía gì đây. Rất là đẹp nha bà con. Rất đẹp nha, thân cũng bằng ngón tay của em thôi. Một cốt bằng ngón tay thôi nha, giá cũng 500.000 thôi nha. 500.000 bao phí cho bà con mình luôn. Rồi đến với mã 14L nha. Đây một cây là thường vi quyết long. Đây hàng này là bảo đảm một con quyết long nha. Vừa rồi thì nhiều khi bà con bên nhà vườn giao em đó là bạch long, cho nên em không biết khi mà bông nó dễ nở cái màu trắng nha. Còn thằng này thì giờ nó bảo đảm cho em là nó là quyết long nha bà con, là màu bông màu đỏ nha. Nó chỉ có hai loại thôi, cái lá thì nó màu tím nha. Đây còn bông thì hai loại, một loại là màu trắng và màu đỏ, người ta thường gọi là bạch long và quyết long nha bà con. Đây mã số 14L. Chiều cao của nó nha là 80. Cái này thì nó cũng đang đậu nụ luôn nha, nụ này là đang lên. Đây còn dưới đây đang cho chùm bông đây. Thằng này bảo đảm cho mình con là đang lên nụ lên bông luôn. Rồi mã số 14 nha, thân thì bằng ngón tay út thôi. Giá của nó chỉ có 200.000 đồng thôi nha. Đây 200.000 đồng bao cái ship cho bà con mình luôn. Rồi mã số 15. Đây bông nó đây, đang lên nụ nha. Đây hàng này là đã xử lý, đã cho lên chuẩn bị bông ngay mùa nữa nha bà con. Hàng này là ngay mùa nữa nha. Chiều cao nó cũng tương đương thôi, khoảng 90 thôi nha. Thân thì cũng khoảng ngón tay thôi. Đây ngón tay như út của em thôi nha. Rồi giá cũng 200.000 đồng bao cái ship luôn. Đây 200.000 bà con mình về mình làm giống, mình trồng rồi mình có thể ghép vô bằng lăng là mình chơi rất là đẹp luôn nha. Rồi đến với mã tiếp theo là 16, 17 nha. Đây một cặp ớt siêu trái luôn.
Đây ớt này là trái bà con là ăn là quanh năm luôn nha. Chào chơi kiển mình vẫn trái luôn đây. Trái rất là sai. Quay chậm chậm đây, ha. Cây là thừng chậu hết luôn. Trái là nhìn là thấy mê luôn nha bà con. Chín và đỏ cây. Chiều cao là 35. Trái rất là rộ nha bà con. Tán lá rộng của nó là 42 nha. Đây một chậu này người ta trồng 2 cây nha bà con. 2 chậu người ta 4 cây lần nha. Con mình trồng ở nhà chơi kiển rất là đẹp luôn. Đây những ban công này kia rồi thì mình trồng trên vườn nhà mình nha. Cặp này giao lưu bà con giá có chỉ là 300 ngàn đồng thôi nha. 300 ngàn một cặp. Đây một cặp 300 ngàn bao cái ship toàn quốc luôn. Đây. Rồi đến với mã là 18L. 18L là một cây Linh Sam 86 rin. Cây này thì đang cho nụ rất gọn luôn nha bà con. Thân là đã sửa gắn lắp từ lúc nhỏ, bà con mình có tay nghề về vô tay vô dây giùm em rất là đẹp nha. Nồi đế là đã sửa từ lúc nhỏ luôn để nơm. Anh tư vấn cho bà con mình vấn đề Linh Sam mà ship đi xa lên. Đi anh. Khi mà bà con mình á, Linh Sam hoặc bất cứ Linh Sam nào cũng vậy, khi mà mình ship đi khoảng 5-6 ngày, 3-4 ngày là nó sẽ bị khô nước, là nó sẽ bị xuống lá, nhưng mà thời gian xuống lá của nó nha, và bà con mình tưới nước đều vô nhiều vô, nó sẽ đâm chồi, nó sẽ ra qua luôn, rất là gọ luôn nha. Chứ thực tế là nó không hề có bị gì, bảo đảm cho bà con mình yên tâm khi mình sử dụng hàng Linh Sam này nha. Thì cái loại Linh Sam nào cũng như vậy thôi. Đây hàng này như vậy cũng vậy, khi mà ship tới nhà nó sẽ bị vàng lá hơi và nó rụng lá nha bà con. Nhưng mà con cứ yên tâm tưới nước càng nhiều vô, bông nó sẽ nở càng nhiều nha. Đây. Chiều cao của nó là 38 nha, tán lá rộng là 46. Đây loại Linh Sam này từ xưa tới giờ là nó như vậy nha bà con. Quanh của nó là khoảng 6 thôi nha. Đế là người ta sửa từ lúc nhỏ đến nơm. Giá của nó là 300 ngàn đồng thôi. Đây 300 ngàn đồng bao cái ship bao gồm chậu luôn. Đây mã số 19 nha, cũng có giá là 300 ngàn thôi nha. Đây thì cũng tương đương như vậy thôi. Chiều cao cũng khoảng 40, ngang cũng cỡ 40 nha. Đây cây thì đế nơm luôn, quần nó cũng 5-6 thôi. Quần cỡ 6 nha bà con. Nụ thì đang lên 100% bảo đảm nha bà con. Mình về tới nhà là mình chơi bông luôn nha. Đây mã số 19L. Đây đế rất là đẹp nha. Cũng 300 ngàn bao phí ship toàn quốc luôn nha. Rồi mã số 20L cũng là cây Linh Sam 86 gin. Đây thân thì bà con dòm thấy nha. Nó lắc từ gốc tới ngọn luôn. Đây bông đang lên là tím, nó đỏ hết trơn luôn nha bà con. Đây cao của nó cũng 40 nha. Nó ngang cũng khoảng 40. Đây thân nó đây. Con hình dung nha. Bộ đế rất là đẹp luôn. Nha bà con. Rồi giá hữu nghị bà con mình chỉ có 300 thôi nha. Bao gồm phí, bao gồm chậu cho mình luôn rồi nha. Rồi đến với mã số là 21-22. Là một cặp lụ mini nha. 21L và 22L nha bà con. Đây lụ siêu trái nha bà con. Lụ siêu trái, lụ mini siêu trái. Hai giống lụ này khác nhau không anh? Cái này một loại là màu hồng nha. Một loại thì màu trắng. Đây bông nó màu trắng đây, bông màu hồng. Trái của nó khi chín thì nó màu trắng nha. Còn này trái khi chín là nó màu hồng. Nó hai loại khác nhau. Tại vì em để cho bà con mình có cây loại này loại kia mà để mình chơi luôn nha. Cây thì đã thừng chậu hết luôn. Đây cặp này thì em giao lưu giá có 300 ngàn thôi. 300 ngàn một cặp nha bà con. Đây một cây lũ giống mình về mình chân chơi trái chơi bông rất là đẹp. Chiều cao của nó là khoảng 36 nha. Tán ngang cũng cả 36 thôi. Đây bông nó màu trắng nè bà con xem đây. Bông kia mà đậu trái cũng màu trắng luôn nha. Đây. Rồi 300 ngàn bao ship toàn quốc nha. 21-22L. Rồi tiếp theo là 23-24L cũng tương đương thôi nha. Cũng đây, giống màu nhau trắng màu hồng. Cặp này em cũng giá cũng vậy thôi. 300 ngàn một cặp luôn. Đây để giá vừa cho bà con mình hữu nghị chơi luôn nha. Rất là đẹp. Đây loại này lõi thân gỗ cho bà con mình càng trồng nó càng lớn nha. Chiều cao cũng khoảng là 36. Đây thân ngang cũng tương đương thôi. Thân của nó bằng ống cốt của em thôi nha bà con. Để bà con mình hình dung nha. Cây cốt bằng ống cốt thôi. Rồi 300 ngàn bao cái ship toàn quốc luôn nha. Rồi mã số 25L. Đây là một cây ổi tím nha, lá trung. Thường người ta cũng gọi là ổi xẻ nha. Nhưng mà hàng này đặc biệt của nó bà con xem kỹ giùm em. Nó đang cho hoa lên rất là gọn luôn. Đây bông của nó đây. Nụ của nó đây. Đây nụ của nó đây. Đang lên một chùm chùm và dữ lắm nhiều luôn nha. Tại vì nó màu tím nó tiệp nhau với lá nha bà con. Màu tím lá, màu tím trái nó màu tím luôn nha. Ruột nó màu tím luôn. Bà con mình trồng cái này thân gỗ trước nhà là nó lạ lắm nha. Đây. Chiều cao này của nó nha là 115. Tán ngang là 80 nha. Cây thì bột cốt hàng thường chậu. Đây. Quanh này em đo là 8 nha bà con. Quanh thân này 8. Đây rất là đẹp nha. Trái của nó là bằng ngón giò cái của mình thôi. Ăn giòn rất là ngon. Ruột thì màu tím nha. Rồi giá của nó là 500 ngàn đồng bao phí ship toàn quốc luôn nha. Cho một cây ổi tím. Rồi đến với mã số 26. Đây cũng là tác phẩm cuối clip ngày hôm nay. Đây là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn nha.
Cái này thì một cốt luôn, rất là to. Đây đã vô dây chỉnh sửa hoàn thiện. Đây. Quanh cho chiều cao của nó nha là 70. Tán rộng này là 55 nha. Cái này một cốt to lắm nha bà con. Đấy thì nó nở bọt luôn, nguyên một bọt luôn nha. Quanh em đo là 36 luôn nha. Đây rất là to. Đây đế của nó đây. Quay một vòng đi nè. Hàng này và bà con thể khai thác đế thêm chút xíu nữa nha, rất là đẹp. Đây mò xuống được 3-4 phần nữa thôi. Đây ta sửa chi tay cầm thẳng nha. Cây thường chậu cho bà con mình luôn. Đây cây này em giao lưu bao gồm phí bao gồm chậu luôn nha. Có giá là 900 ngàn đồng thôi. Bao ship toàn quốc luôn nha. Cây này rất to nha bà con. Củ rất là to nha. Rồi cái này cũng là cây cuối clip ngày hôm nay. Em cũng xin chân thành cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Thì bà con nhớ bấm like và đăng ký, bấm chuông để mà mình tìm hiểu thì được những clip thêm mà mới lạ thêm nhớ nha bà con. Về đây giao lưu với nhà, xin kính chào và hẹn gặp lại trước sau. Mến chào tạm biệt quý bà con và hẹn gặp lại vào những clip mới nhất tiếp theo nha. Em xin chân thành cảm ơn ạ.